Vợ Trác Bình có động thái mới khẳng định chiến đấu tới cùng khi chồng công khai yêu diễn viên Phương Oanh. Mới đây, luật sư Hà Trọng Đại đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương cho biết, vợ chồng Trác Bình chưa gửi bất kỳ đơn đồng thuận ly hôn nào lên tòa án. Từ năm 2012 đến nay, vợ chồng của doanh nhân Đào Lan Hương và Nguyễn Hòa Bình viết nhiều đơn đồng thuận ly hôn như vậy, tuy nhiên chưa có bất kỳ đơn đồng thuận ly hôn nào được gửi đến tòa án, luật sư nói. Theo luật sư, hiện tại đội ngũ hỗ trợ pháp lý cho bà Lan Hương đang tìm hiểu về mối quan hệ thực sự giữa Trác Bình và diễn viên Phương Oanh. Nếu thực sự giữa hai người có quan hệ bất chính, chúng tôi sẽ làm văn bản gửi lên cơ quan chủ quản của Phương Oanh và tiếp tục có những động thái khác, đại diện của doanh nhân Lan Hương nói. Trong khi đó, tối cùng ngày, doanh nhân Đào Lan Hương cho biết về mặt pháp lý, bà và Trác Bình vẫn là vợ chồng. Hiện tại, bà Hương ủy quyền cho luật sư riêng để giải quyết các vấn đề liên quan đến câu chuyện của vợ chồng trong những ngày qua. Bà Đào Lan Hương nói nếu phải ly hôn, bà kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các con. Nữ doanh nhân này cũng bộc bạch rằng bà không phải là người khơi mào mọi chuyện. Thời gian qua, dù vợ chồng lục đục, hôn nhân trục trặc và có nhiều chuyện đau lòng, nhưng bà luôn âm thầm vì muốn giữ cho gia đình, trước hết là vì sự bình an của các con. Mọi người thử nghĩ xem, một người phụ nữ lăn lộn 20 năm trên thương trường, đối diện với rất nhiều khó khăn để cùng chồng gây dựng sự nghiệp, tôi cũng đủ mạnh mẽ và quyết tâm để đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình. Tôi luôn cho rằng chỉ duy nhất con cái gia đình là của mình, sự nghiệp là của mình, không ai cho, không ai làm hộ gì. Vì vậy, sau những tổn thương và tổn thất, tôi sẽ quay lại công việc, tiếp tục viết các nội dung về giáo dục, công nghệ, startup, kinh doanh, phụ nữ và cuộc sống của ba mẹ con như thường ngày, bà Đào Lan Hương nhấn mạnh. Theo nữ doanh nhân họ Đào, sự việc lằng nhằng với chồng là Trác Bình vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, bà sẽ ủy quyền cho luật sư Hà Trọng Đại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ba mẹ con bà. Nữ doanh nhân cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên bà hai ngày qua. Chiều 26 tháng 8 vừa qua, Trác Bình công khai chuyện hẹn hò với diễn viên Phương Oanh. Tuy nhiên, việc công khai mối quan hệ đó vẫn chưa làm cộng đồng mạng hài lòng khi xuất hiện thông tin trên truyền thông rằng Trác Bình và vợ cũ chưa ly hôn. Sáng sớm nay 27 tháng 8, Trác Nguyễn Hòa Bình công khai chuyện riêng tư, tung bằng chứng về đơn thuận tình ly hôn giữa anh và vợ cũ Đào Lan Hương. Nam doanh nhân khẳng định bản thân mình không hề sai khi yêu Phương Oanh. Trác Bình và vợ Đào Lan Hương đã ký vào đơn đồng thuận ly hôn. Kể từ năm 2020 đến nay, cả hai người đã không còn chung sống. Cùng với bài chia sẻ, ông Nguyễn Hòa Bình không quên gắn thêm trạng thái cảm thấy thanh thản. Đồng thời, vị cá mập cũng bày tỏ ý muốn khép lại câu chuyện riêng tư của mình, mong tất cả tôn trọng cuộc sống của gia đình và cá nhân anh. Những dòng chia sẻ của Trác Bình trên Facebook nhanh chóng nhận được 10.000 lượt yêu thích thả tim và thích like, 4.5 ngàn lượt bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ, share. Tuy nhiên, ở phía vợ Trác Bình, bà Đào Lan Hương lại chia sẻ trạng thái đau buồn sau khi tin tức nổ ra. Bà cũng cho biết mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa. Bà Đào Lan Hương phát ngôn với báo chí khẳng định đây là cú sốc đối với bà. Bà đang thấy hoảng loạn và không biết phải đối diện như thế nào. Trong khi đó, diễn viên Phương Oanh khẳng định đã quen và hẹn hò với Trác Bình khi ông tuyên bố mình là người độc thân. Trác Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Nextech. Ông được đông đảo mọi người biết đến với danh xưng cá mập hay Trác Bình khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam. Ngày 26 tháng 8, mạng xã hội lan truyền hàng loạt khoảnh khắc thân mật giữa ông và nữ diễn viên Phương Oanh, nghi vấn vị CEO có mối quan hệ ngoài luồng khi đã có vợ con. Cho đến hiện tại, Trác Bình và vợ, bà Đào Lan Hương đang đưa ra những thông tin trái ngược nhau về cuộc hôn nhân của họ.